Dạ, cơm bằng xa Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn, mà cô chú anh chị bạn giao lưu hôm nay thứ quý mì vàng đa vàng đế thôi, cây mới về thôi quý cô chú anh chị bạn, tha hồ của chú anh chị chọn lựa nha, đa vàng đế luôn, số cái bự khủng luôn, rất là nhiều. Và cô chú anh chị mình xem ý nào thầy trực tiếp cho khó giúp kênh cô chú anh chị bạn, rồi vô clip mất thời gian cô chú anh chị đợi ha. Dạ rồi, em chào anh Linh. Dạ con xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Cần Thơ vậy. Dạ con tên Có, con ở cái sách Sóc Trăng hả cô chú anh chị. Con cũng rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ con clip vừa rồi, hết clip thành công hả cô chú anh chị. Hôm nay con về là được 22 phôi, trong đó có 4 phôi tú quý, 18 phôi mai vàng, toàn bộ cây con là cây mới về không hả cô chú anh chị. Con cũng rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ xem và ủng hộ con ha. Con xin nhắc lại số điện thoại con là 0352532959, đó là cũng là số Zalo của con hả cô chú anh chị. Có gì cô chú anh chị kết bạn Zalo con gửi trực tiếp cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Dạ rồi, không mất thời gian cô chú anh chị, con vô mã số 1, con vô 4 phôi tú quý trước hả cô chú anh chị. Nói chung là toàn bộ clip này của con là bao cho cô chú anh chị toàn quốc tới nhà luôn hả cô chú anh chị. Cũng có cây lớn nhiều lắm nhưng mà con vẫn bao toàn quốc đi cho cô chú anh chị dễ chơi ha. Rồi không mất thời gian cô chú anh chị, con vô mã số 1 là tú quý hả cô chú anh chị. Cây này bonsai để bàn hả cô chú anh chị, về ghép 3 bo 4 bo gì chơi ha, siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi gì cũng được ha, ghép chơi để bàn. Củ rất là khéo hả cô chú anh chị, gom củ ha. Rồi không mất thời gian cô chú ha, vô mã số 1 tú quý ha. Còn có 4 cây tú quý còn như mai vàng hết nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao là 45, đường kính bầu là cũng 45, hoành thân con tính vị trí này là 35, tổng củ đặt gì là 100 đúng hả cô chú anh chị. Dạ rồi, cây tú quý mã số 1 con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 1.600.000 ha, con bao phí ship tới nhà cho cô chú luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số 2 hả cô chú anh chị, cũng nói chung là nguyên toàn bộ lô này là mới không hả cô chú anh chị, không có cây nào cũ ha. Một cốt lên đa thân hả cô chú anh chị, tay cành này ghép bo chơi mau chơi lắm hả cô chú anh chị. Nhận cắt giật cấp hả cô chú, đế thì khỏi chê hả tú quý, mà đế gì là ok lắm hả cô chú anh chị. Dạ rồi, không mất thời gian cô chú ha, con vô mã số 2 là tú quý luôn ha. Tổng chiều cao tới mặt bầu là được 89, đường kính bầu là 58, hoành thân tính vị trí này đi là 41, nở nhẹ là được 45, hoặc thân tính gì đi con đôi đầu tính đó hay cô chú anh chị, 19 đi hoặc thân. Tổng của đế tính 150 đi cô chú ơi, bầu tới đâu đế tới đó ha. Dạ rồi, cây tú quý mã số 2 ha, con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá là 3.500.000 ha, con bao phí ship tới nhà luôn cô chú ơi. Tú quý giờ hoành 41-42 vô vườn săn chủ nhà kêu giá trên nóc không cô chú ơi, 3.500.000 mã số 2 ha cô chú anh chị. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 3, phôi tú quý ha, cô chú anh chị. Hôm nay thành phẩm tại con về con xuống lá ha, tàng ghiên hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị muốn cắt ghép lại thì cắt lùng đường thân nhà con bao cô chú nhạo lắc lượng luôn ha. Cây này nói chung là thần chậu 10 năm rồi hết cô chú anh chị, trong chậu con rút ra ha. Giữ cám cô chú khỏi lo, nếu như cô chú về cắt ghép ha, con bao cô chú anh chị đường thân là lắc lượng nhạo 3D luôn đó. Dạ, tại con để cái form này cho cô chú anh chị người thích chơi tầng ghim đó, đế thì khỏi bàn hết cô chú anh chị. Này cô chú anh chị, cô chú anh chị về kiếm cái chậu cổ ha, đường kính có 40 thôi, đưa lên mình chơi bonsai ha cô chú anh chị. Chung cây này nhỏ hoành ha cô chú anh chị, tại con giao lưu của khách chân chơi lại ha, con kêu giá cũng cứng ha cô chú anh chị. Nằm chậu không là 13 năm rồi đó, mà nằm ngoài đất như con không biết ha cô chú anh chị. Một con bao cô chú anh chị, cây này trên 15 năm dài dữ lắm, hai mấy hoành. Con vô thông số luôn cô chú ơi, tổng cái chiều cao tới mặt bầu là 125, cái tán ngang của tay cành là được 90,
thoát thân tới tay cành chi một được 21. Ok, để gắt khéo thôi cô chú anh chị. Hoành thân con tính gì thôi, 19 thôi cô chú. Cái nó cũng có cái dáng như con thú. Cái cục chỗ này là được 47 thôi cô chú. Đây cái nồi đặt được 85. Nó xổm gì đi là được 25 hết cô chú anh chị. Dạ rồi, cây tứ quý mã số 3 này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 3.300.000 ha. Con bao phí ship tới nhà cho cô chú á. Nói chung cây nó nhỏ mà nó đẹp hết cô chú anh chị. Cái phần con giao lưu của người ta đang chơi giá cũng hơi cứng ha. Dạ rồi. Rồi tiếp theo là mã số 4 cũng là tứ quý ha cô chú anh chị. Cây tứ quý này nó khủng lắm nghe cô chú anh chị. Đây này. Cục ôm của con cô chú. Này con vô chậu cái bầu hộp xài hết cô chú anh chị. Tứ quý mà hoành sáu mấy này giờ nói chung là vô vườn dữ lắm, hiếm mà cô chú ơi. Không thiếu mặt nào hết cô chú anh chị. Để lên cái bằng quay lớn con mà quay cây cũng không đi gì cô chú. Để lực lắm cô chú ơi. Một cốt lên ba thân tam tài hết cô chú anh chị. Mấy cây này cô chú về cắt ghép lên tiền lắm nghe cô chú anh chị. Ghép siêu bông mình lợi sau này lên tiền lắm cô chú ơi. Dạ. Này chắc cô chú về mua chậu có mét 1, mét 2 tại cái đường kính chiều dài nó dữ lắm đấy. Đây, cô chú nhìn. Ôm một con không thấm thía gì ha. Dạ. Nói chung hàng tứ quý mà hoành sáu mấy này giờ nói chung là như hàng hiếm rồi cô chú ơi. Rồi, không mất thời gian cô chú anh chị ha, con vô thông số luôn đi. Tứ quý mã số 4 ha cô chú anh chị, tổng chiều cao tính về đây là 47. Nó sổ xuống về đây là 42 nè cô chú. Nó sổ đứng xuống cũng 37 ha. Cây này đường kính chiều dài có khoảng 1m09 ha cô chú anh chị. Cái đường kính chiều ngang cả khoảng 75. Hoành con tính vị trí này ha là 63. Đây. Chú tham khảo con có cắn nở thì báo một con ha. 63 hoành ha. Đây rồi con đo tham khảo nở cũ ha cô chú. Hoành 63, nở cũ nhẹ gì đi là cả khoảng 73. Tổng cụ đế này chắc dữ lắm. Chầm gử. Con bao cho cô chú củ đế 250 đi cô chú ơi. Nó xổm gì là xổm cao dữ lắm ha cô chú, xổm theo cọng rễ ha. Đây, vậy là 45 46 ha. Chung cây này nó cũng lớn tiền cô chú anh chị xem kỹ kỹ ủng hộ cho con cháu ha. Vì đây cũng 45 ha cô chú anh chị. Thoát thân tới tay cành chi 1 được 23. Tay cành chi 2 32. Tổng chiều cao nó là 48. Dạ rồi, cây tứ quý ha, mã số 4 này con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 34 triệu ha. Con bao phí ship tới nhà cho cô chú mình chơi luôn ha. Nói chung cây này đi từ Sài Gòn trở lại thì cô chú anh chị cho con xin 1-2 triệu tiền xe trước ha. Thằng con cho cây đi ha cô chú anh chị. Nói chung cây cũng lớn tiền ha. Trong hàng tứ quý sáu mấy hoành giờ nó gắt khủng ha cô chú anh chị. Lâu lâu mới có một cây ha. 34 triệu ha cô chú anh chị. Con bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 5 là con lên mai vàng ha cô chú anh chị. Cho mấy này chân chân mấy này lên đi. Bự bự lên cho cô chú. Dạ rồi, mã số 5. Hôm mấy này con báo muốn xù hết luôn rồi cô chú ơi. Đây, nó lên xù cục cục hay cô chú anh chị. Này, cây này về cô chú anh chị vô chỗ 4 mình chơi bonsai để bàn ha. Rất đẹp ha cô chú anh chị. Cây này lên xù nhiều lắm rồi cô chú. Rồi, không mất thời gian cô chú anh chị, vô số 5 ha. Tổng chiều cao 43, đường kính bầu 40. Bình thân tính vị trí này đi là 34. Nó xổm từ đây xuống đây được 20. Được rồi, cây tứ quý mà ở lộn, cây mai vàng mã số 5 con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 700.000 ha. Còn bao phí ship tới nhà cho cô chú mình chơi luôn.
mấy cọng rễ này tại nó ngập nước nha cô chú anh chị, chứ không hư hao gì ha. Con chưa trà rửa ra nó không có hư hao gì, tại nó thấy nó hơi xám xám đen đen tại cây nó nằm sâu á cô chú anh chị. Mùa này mùa mưa của mình ha. Con bao sống cho cô chú anh chị mình 3 tháng nha, trong vòng 3 tháng cứ cây có trục trặc gì cứ alo con ha. Rồi, tiếp theo mà mã số 6 ha. Còn bộ mai vàng con là mới, Tú Quý cũng mới không hả cô chú anh chị, không có cây nào cũ ha. Cây này lùng lực búp măng nha cô chú anh chị. Nó xù cũng muốn hết thân rồi cô chú ơi. Cây này độ xù nó dạng như xù cốm chứ không phải xù chải mình ha. Lùng lực đế sổ nôm luôn cô chú anh chị. Trong hàng này lâu lâu mới có một cây búp măng hả cô chú. Dạ. Dạ rồi, con vô thông số nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao tới mặt bầu là 55. Sổ nôm gì là 30 nè cô chú anh chị. Hoành con tính vị trí này đi là nó 41 hả cô chú anh chị. Con đo vị trí nào tính vị trí đó đi cô chú ơi. Này là củ đặc là được 92 hả cô chú anh chị. Vót ngọn cây này là 21. Dạ rồi. Cây mai vàng mã số 6 này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 3.200.000 ha. Con bao phí ship tới nhà cho cô chú mình chơi luôn ha. Dạ, hàng này cô chú anh chị về vô chỗ 4 ha, kiếm vô cổ hay gì đó vô chỗ 4 chơi bonsai ha cô chú anh chị. Cái form nó rất đẹp cô chú. Lùng lực búp măng ở đây hả cô chú anh chị. Số 6 3.200.000 hả cô chú anh chị. Được rồi, tiếp theo là mã số 7. Một cây gián thú mà bay hả cô chú anh chị. Cái gián nó cũng gà gián thú lắm mà cành cành bay, nó chơi cành bay hả cô chú anh chị. Cái này lông thần đế đó cô chú. Chuồng bộ đế dữ lắm hả cô chú anh chị. Bắp 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 lật lật không. Không thiếu mặt nào hả cô chú anh chị. Con thú này gọi thú con giò rồi cô chú ơi, nó có con giò trước à. Bên đây nó thiếu con giò rồi cô chú ơi. Và cây này được cái dáng trực bay nó đẹp lắm hả cô chú anh chị. Dạ, đế dữ lắm đế ha. Rồi, không mất thời gian cô chú anh chị, con vô thông số luôn ha. Tổng đo chiều dài luôn cái bộ đế gì luôn đi cô chú ơi, là 101 ha. Cành bay nó ra gì là được 65 cô chú. Cái đường kính bầu của cây này là 70. Ngang đây là 79 hay cô chú anh chị, nó hơi có giọng hột xài xíu ha. Rồi, hoành con tính vị trí này thôi là nó 42 ha. Đây, con đo này đo tham khảo rồi nở cũ hay cô chú anh chị. Hoành 42 nở nhẹ là 55 á cô chú anh chị. Tổng của đế con bao cho cô chú anh chị từ 108 ăn lên ha. Màu tới đâu là đế tới đó ha cô chú anh chị. Cây này con cũng dẫn bao tới nhà cho cô chú anh chị mình chơi ha. Ship nặng lắm cô chú ơi. Cây này cái trăm ngoài ký. Dạ rồi, cây mã số 7 con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 7.500.000 ha. Con bao phí ship tới nhà cho cô chú mình chơi luôn. Hàng này hàng quái thì lạ luôn ha cô chú anh chị. Bộ đế gắt khéo ha cô chú anh chị. Được rồi, tiếp theo là mã số 8 hả cô chú anh chị. Một hơi dáng chật xù hả cô chú. Cây này nó đang xù với thân xù lên. Sau này cây này tương lai xù hết luôn hả cô chú anh chị. Mai này là mai Sóc Trăng của tụi con ha. Chứ không phải mai Long An hả cô chú anh chị. À, cái dòng dòng này như nó giống giống mà không phải mai Long An hả cô chú anh chị. Này, nó xù dưới này muốn hết thân luôn hả cô chú anh chị. Một cục cái này là xù đẹp, rất là xịn ha. Nó có cái thẹo đây nè cô chú anh chị, đỡ chủ nhà làm tét cô chú anh chị, mà con xử lý thịt đỏ cho cô chú ha. Đây. Mấy mặt cắt ha cô chú anh chị, con cắt rễ cho nó gom cũ ha. Đây là con xử lý tới thịt đỏ cho cô chú rồi ha. Đỡ chủ nhà bị mấy nhỏ làm tét cô chú anh chị. Dàn xử lý. Rồi, không mất thời gian cô chú anh chị, con vô mã số 8. Tổng chiều cao là 113. Hất thân tới tay cành chim một là 22. Cây này sổ gì là 27.
tàu cũ đế gì đây là 93 hay cô chú anh chị. Đây nó có mặt cắt hay cô chú anh chị. Mấy cây chặt gốc chữ ai chỗ này khó đồ. Kệ đi, đồ chỗ nào tính chỗ đó đi cô chú anh chị. 39 ha. Chết mẹ chứ còn vậy. Tính 38 thôi cô chú anh chị. Đò nở gì tới 40-41 luôn. Còn Hoàng Thăng con tính 38 thôi hả cô chú anh chị. 1-2 giây không thành đề đâu. Nãy đò cũ đế chưa ta? Cũ đế đặt 113 cô chú anh chị. Sổ nôm có tầm 25-27 ha. Vậy rồi cái mây mây vàng mã số 8 này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 3.500.000 ha. Hoàng Thăng trực cương hết cô chú anh chị. Cây này tương lai xù hết mình luôn cô chú anh chị. Rồi. Tiếp theo là mã số 9 nữa cô chú anh chị. Hôm này quái gì cà na hả cô chú anh chị. Hôm nhìn thấy cưng lắm cô chú ơi. Củ đế khéo thiệt chứ. Cây nó nhỏ, củ đế nó rất khéo cô chú anh chị. Dạ rồi, không mất thời gian cô chú anh chị, con vô thông số luôn ha. Tổng chiều cao 55, sổ nhẹ gì là 22. Hoành con tính vị trí này đi là 28. Tổng cái cũ gì đi là được 37. Hết bộ đế luôn là 89. Cây giót đòn bằng giò cái con ha cô chú anh chị. Cây mai vàng mã số 9 con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá là 1.200.000 thôi. Bao phí ship tới nhà cho cô chú mình chơi ha. Được rồi, tiếp theo là mã số 10 ha cô chú anh chị, một con mai xù ha cô chú anh chị. Con bao cô chú anh chị xù có khoảng 95% ha. Xù mà đế cả này ha cô chú anh chị. Thường thường xù nó ít đế lắm cô chú anh chị, đây con có hai mặt cắt ha. Dạ. Nói chung xù lâu lâu mới có con cây đế nó khéo gì hết cô chú anh chị. Cái đầu xù thì cô chú anh chị khỏi chê ha. Nó xù xịn đó cô chú. Ở đây, đây, đây còn có mặt cắt ha. Mặt cắt mà con đục tới thịt đỏ cho cô chú rồi nha, không hư hao gì hết cô chú anh chị. Con đục tới đỏ chủ nhà ta cắt con về xử lý cắt. Đục tới đỏ con tha keo lại cho cô chú đặng sau này nó liền nó làm xù luôn cô chú. Cô chú nhìn đầu xù nó xù xịn nhìn ở ngoài phê lắm hết cô chú anh chị. Xù cái này là người ta gặp người ta gọi 100% cũng vẫn được hả cô chú anh chị. Dạ. Được rồi, con vô thông số mã số 10 luôn ha. Con mai xù hả cô chú anh chị. Tổng chiều cao tới mặt bầu. Dữ lắm rồi. 62. Đường kính bầu thì 50. Sổm nhẹ gì đi là được 11. Từ đây tới độ thoát thân nó là 27. Hoành thân con tính vị trí này đi là 38. Nở nhẹ tham khảo gì là 47. Tổng cụ đặt của nó là 117. Giờ rồi, cây mai xù mã số 10 này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá là 5.900.000 ha. Con bao phí ship tới nhà cho cô chú mình chơi ha. Lâu lâu mới có một cây ha cô chú anh chị. Con giờ mua được giá mềm con giao lưu cho cô chú anh chị giá mềm ha. Được rồi. Tiếp theo là mã số 11 ha cô chú anh chị. Cái này gọi là lông thằng đế đó cô chú anh chị. Chú anh chị không thích vậy cắt công rễ này ha, trong nguyên một củ đặc luôn ha cô chú anh chị. Đây nguyên cái bệ của nó này cô chú anh chị, bệ nó sẽ trong nó xịn lắm mà con thấy cái đường rễ nó ngoài. Cây này là nằm thần chậu nha cô chú anh chị, nằm chậu nhỏ lớn ha, con đập chậu rút ra ha. Cây này nó có một đặc điểm là nó bọng ha cô chú anh chị. Đây nó bọng ở đây ha cô chú anh chị, cái nào con báo thẳng và con bao cho cô chú anh chị thịt đỏ hết ha. Trong này là con xử lý đỏ lòm ấy, có hư hao gì con chịu ha. Cái này nó cả một ống này cô chú anh chị nó xuống tới đây này cô chú anh chị.
không? Con có thọt cái cây thử hôm bữa là nó xuống cả tới đây ha. Từ đây nó bọng xuống tới đây. Cây này mà không bọng thì tiền lên tiền dữ lắm nha cô chú anh chị. Mà con bao cho cô chú ở đây là con khựa ra tới thịt đỏ hết ha, không hư hao gì nha. Nếu như cô chú anh chị về khựa lại mà nó có một con tặng luôn cây không ha. Để nó cũ ghê quá. Dạ. Ừ, củ đế ha cô chú anh chị. Dữ lắm cô chú. Bên này mặt mặt tiền của nó nguyên cái củ trình bình luôn ha cô chú anh chị. Về anh chồng lấy mặt này mặt tiền hết cô chú anh chị. Chú anh chị không thích phá luôn con rễ này luôn, lấy củ bự dưới luôn. Cây này còn cũng biết đòn sao nữa trời. Vô thông số mã số 11 hết cô chú anh chị. Mã số 11 không? Đó đó. Được rồi, không mất thời gian cô chú anh chị, con vô tổng chiều cao là nó 67 ha. Cái độ sổ từ cái cọng rễ này xuống đây là được 33. Tổng củ đế gì đi là 148. Củ lửng ở trên hay cô chú anh chị làm được 105. Cái này con đo cái cụm dưới đi nghe, chứ nó không biết đo hoành thân tính sao. Đây đi là nó 51 hay cô chú anh chị. Thân tính gì hả ta? Bỏ hết ra ha, con bỏ hết luôn, con lấy cái hoành dưới vậy đi. Là nó 35 hay cô chú anh chị. Cộp luôn cái tử nhà này là nó 40 ha. Vậy rồi, cây mai vàng mã số 11 này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 3.500.000 ha. Cây này không bị lửa, cây này tiền chục với cô chú anh chị, nó lên tiền dữ lắm á. Cô chú anh chị về làm gan cắt bỏ luôn ha. Cắt ngang đây là nó hết rồi cô chú. Cắt chơi bồ đế ha. Được rồi, 11 là 3.500.000 ha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 12 ha cô chú anh chị. Nhìn thú có đuôi luôn ha cô chú anh chị. Này con có đi cộng với nhôm ha, nữa cô chú anh chị về vẻ đứng nhìn đẹp lắm ha cô chú anh chị. Này chủ nhà đó cắt mà không hư hao gì hết cô chú anh chị, con bao cô chú ha. Rồi, không mất thời gian cô chú anh chị, con vô mã số 12 ha. Tổng tính chiều dài gì đi là nó 72. Từ cái cổ rễ lên tới đây là được 39. Cây này đường kính bầu chiều dài được 52, chiều kính ngang được 40, hoành con tính vị trí này ha là được 33, tổng cái mình con thú gì đi là được 66, hết củ đế gì đi là 110 cô chú ơi. Rồi cây mai số 12 này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 1.200.000 luôn, số 12 bán 1.200.000 luôn cô chú ơi. Rồi, tiếp theo là một phô mai sù hả cô chú anh chị. Nó số 13 ha. Tay cành thì khỏi chơi hả cô chú anh chị. Nó ra tay cành chỗ nào là nó nu cục cục chỗ đó đó cô chú anh chị. Cái này gọi sù nu đi cô chú ơi. Nó nu nu cục cục đi cô chú. Nó ra tay cành chỗ nào là vú bò chỗ đó ha cô chú anh chị. Xuống tay dưới này là sù chảy rồi đó cô chú. Này, cục cục ngón tay con đưa vô. Đây, sù đây, sù tới đế luôn hả cô chú anh chị. Cây này tương lai dữ lắm cô chú ơi, mấy cây này. Hàng này sau này. Dạ. Hàng này cô chú về chơi sau này là bể bích mình luôn, con bao cô chú luôn. Cây này chơi là lên tiền hả cô chú anh chị. Ở đây có cọng rễ ha, nó ra gì con cắt bỏ nữa cho mồi xuống hả cô chú anh chị. Con làm đế là con gom gom sau này mình trồng tương lai hả cô chú anh chị. Trồng về dài hay là mồi bộ đế xuống rất là đẹp hả cô chú anh chị. Rồi không mất thời gian cô chú anh chị, con vô mã số 13 ha. Cây này ở ngoài nhìn phơi cây lắm hả cô chú anh chị. Tổng chiều cao tới mặt bầu gì đi là 104. Hất hăng tới tay cành chi một là được 17. Tính hết củ đế nó về đi là được 110. Hoành thân con tính vị trí này đi là nó 42. Cho tham khảo cái cũ là nó là 49. Tổng cái cũ lửng vậy đi là được 92. Cái này nó sổ cũng nhẹ. Sổ được 20 hả cô chú anh chị. Tay cạnh chi một nó được 16 á cô chú anh chị. Giót ngọt cũng còn 15 16 ha. Vậy rồi, cái mai vàng mã số 13 này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa ha. Giá 3.400.000 ha.
con bo phí ship tới nhà cho cô chú mình chơi luôn ha. Hàng này chơi lên tiền lắm cô chú ơi. Không mua được giá mềm để cho cô chú anh chị mình giá mềm cho dễ chơi ha, dễ bán ha. Được rồi, tiếp theo là mã số 14 của chú ơi. Con xin nhắc lại số điện thoại của con ha. Số điện thoại của con là 0352532959. Số điện thoại con nữa cũng có để trên tiêu đề, cô chú anh chị vô xem và ủng hộ cho con ha. Cây này quái cây củ đế, củ sứ vậy cô chú. Nó có chủ nhà làm tét ra đây mà con bao cô chú xanh chành ha. Dạ, nó đang kéo gần hết rồi hả cô chú anh chị. Nhưng củ đế nó khéo dữ lắm nha cô chú anh chị. Nói chung hàng mây vàng đế khéo khéo thì giờ lâu lâu cũng mới có một lô nó đẹp hả cô chú anh chị. Hàng này về ghép bo chơi dán thú được đó cô chú anh chị. Dạ. Rồi con vô thông số mã số 14 luôn cô chú anh chị. Tổng chiều cao 45. Cây này đường kính bầu là tới 59 về vô chỗ 6 con ha. Hoành thân con tính gì đi cô chú ơi, là nó 41 ha. Nở nhẹ nguyên cái mình được 48. Tổng cái củ đặc nó gì đi là 116 ha cô chú anh chị. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 14 này con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá là 2.800.000 ha. Con bao phí ship tới nhà cho cô chú mình chơi ha. Chung hàng này lâu lâu mới có con cây nữa anh về anh bẻ phơm này dựng được chủ lên ha cô chú anh chị. Nếu anh cho ra dáng thú nhìn chơi cây này ra dáng lắm nha cô chú. Được rồi, tiếp theo là mã số 15. Một cốt lên 3 thăng tam tài ha cô chú anh chị, cây này đế lực lực không nè cô chú ơi. Mình thay sát bự đế bự luôn ha cô chú anh chị. Đây. Tài còn 80-90 kg đưa vô bành bành không vậy cô chú. Cây này hoành lớn lắm ha cô chú anh chị. Chịu lắm ha cô chú. Hàng này nói chung lâu lâu mới có cây lùng lực búp măng gì ha, một cốt lên 3 thăng tam tài ha cô chú anh chị. Để rồi. Con vô thông số luôn, không mất thời gian cô chú anh chị ha. Tổng chiều cao tới mặt bầu 55. Cây này đường kính bầu tới 71 là nghe cô chú anh chị. Con vô hoành thân luôn đi. Hoành con tính vị trí này ha là 55 nè. Con đo chạc cái nở cũ tham khảo là 62 nè cô chú. Hoành tính 55 ha. Tổng cô đấy con bao cô chú anh chị 150 ăn lên á. Này 150 bỏ không ấy cô chú anh chị. Cây này ở ngoài nhìn nó phơi cây lắm ha cô chú anh chị. Hàng 55 hoành mai vàng giờ con mua được giá mềm con để cho cô chú anh chị mình giá mềm dễ chơi ha. 6.500.000 cho cây số 15 này ha cô chú anh chị. Mã số 15 6.500.000 ha cô chú anh chị. Con bao phí ship tới nhà cho cô chú mình chơi ha. Lực lắm cô chú ơi. Cây đế lực thân cũng lực ha. Được rồi, cái này con lên lộn xộn lụm hết trơn rồi nghe cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 16. Hôi mini ha cô chú anh chị. Hôi này bonsai đúng đẹp dáng thế luôn ha cô chú anh chị. Nó có cái cành hồi về ngoảnh rất đẹp ha cô chú anh chị. Nữa mình hồi về đây mình bay ra đây ha cô chú anh chị lấy này lên đỉnh giùm con ha. Nhỏ mà cụ đế nó rất là khéo, tay cành nó khéo ha cô chú anh chị. Rất khéo đế mà tay cành cũng rất khéo. Trong cây này nhỏ mà nó có vỏ. Dạ. Tổng chiều cao cô chú ơi là nó 57. Đường kính bầu 36. Vô hoành vị trí này là 21. Nở nhẹ là được 28. Tổng cái củ đế 68. Hót khăn tới tay cành chưa 1 16. Được rồi, cái mai vàng mã số 16 này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 900.000. Bao phí ship tới nhà luôn cô chú ơi. Dạ, dáng đẹp giá mềm luôn cô chú ơi. Rồi, tiếp theo là mã số 17. Hôi mai xù hết cô chú anh chị, quay cành nhậu hết ha. Cây này của ông chú, ông chơi con năng nảy dữ lắm ông mới để nè cô chú ơi. Hàng này của cô chú người ta chỉnh sửa sẵn ha. Nó xù có khoảng 60%, 70% ăn lên xù xịn đó nghe cô chú anh chị. Tay cành thì cô chú khỏi chê ha, nó nhậu lắc lượng ha cô chú anh chị. Này gọi là nhậu 3D luôn rồi cô chú ơi.
chú nhìn đầu xù nó giùm con ha. Xù bệ, xù chảy, xù xịn nữa cô chú. Con phái cái đồ xù với con phái đồ nhạo nó còn chịu không nổi cô chú ơi. Cây này đẹp toàn diện hết cô chú anh chị. Thân đẹp, đế đẹp mà xù nữa cô chú anh chị. Thường thường mai xù đâu có đế này cô chú. Đế này còn bao nhiêu cô chú là tứ diện ha. Hàng mai xù mà đế gần như sắp thì cô chú anh chị 24 giờ ha. Không chê được chỗ nào hết cô chú anh chị. Chung hàng này lâu lâu con đi siêu tầm lâu lâu dữ lắm con mới mua được cây hết cô chú anh chị. Chung cây đẹp, giá tiền nó cũng vừa chơi hả cô chú ơi, chứ không có cao đâu ha. Đây rồi, không mất thời gian cô chú anh chị, con vô thông số ha. Cây để có duyên hết biết. Tổng chiều cao vô thông số mã số 17 ha cô chú anh chị. Tổng chiều cao là 119. Đường kính bầu ngang là nó 57. Cây này hoành thân tính vị trí này đi là nó 39 nè. Nếu như con đo gì ha là nó ra 43 cô chú anh chị. Con tính hoành 39 thôi thì cô chú mình dễ chơi ha. Cái tổng cái cụ đặt nó đi là 126 ha. Nó thoát thân thấp chủng rồi cô chú anh chị, thoát thân được 9 nè. Tay cành chưa một nó được 18. Nó ra là nó xù, ra xù vu vò nhiều lắm. Tay cành thứ hai được 14. Gót cọt còn lỗ khoảng 13, 14 hay cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây mai xù mã số 17 này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 7.500.000 ha. Nói chung là xù đế đồ tay cành đồ đẳng cấp hết ha cô chú anh chị. 7.500.000 cho một kho mai xù ha, tay cành nhạo lắc lượng ha cô chú anh chị. Con bao phí ship tới nhà hết luôn ha. Được rồi, tiếp theo là mã số 18, một cây trực bay. Một cây trực bay hết cô chú anh chị. Tay cành nhạo đẹp lắm hết cô chú anh chị. Cái lô này chủ nhà tao biết sửa cô chú. Nhìn tay cành nó đẹp đẹp không? Dạ. Lắc chỗ nào là có tay cành nữa đó hết cô chú anh chị. Hỏi bằng củ đế hay cô chú anh chị, như củ sứ như cô chú anh chị. Tứ diện luôn cô chú, không thiếu lỗ nào ha. Ông đế này không mười mấy á cô chú, nó lực á. Rồi, không mất thời gian cô chú anh chị vô thông số ha. Tổng chiều cao tính về đây là 61. Cành bay ngang là 70. Hoành tính vị trí này đi là 37. Đo tham khảo nhẹ thôi hết cô chú, này đo tham khảo hết là 43. Tổng cái củ đặt nó gì đi là 69. Hết củ đế là 101 hết cô chú anh chị. Cái này về thì vô chậu 60 hết cô chú anh chị, đường kính được 60 ha. Dạ rồi, cây mai số 18 chật cành phóng này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá là 3 triệu đồng thôi. Bao phí ship tới nhà luôn cô chú ơi. Tiếp theo là mã số 19 ha cô chú anh chị. Cây này gọi là lông thằng đế này cô chú anh chị. Quá trời ơi, cũ mà cái đường thân nó dở ha. Con cắt tán ngang đây nữa cô chú anh chị, về ghép 4 bo mình chơi ha cô chú anh chị. Chơi bonsai đế cũ đi cô chú ơi. Cái dáng cái cây nó hơi xấu rồi, con bọc ngang luôn về cho cô chú anh chị mình ghép ha. Quá sai, củ đế nó nở trình bình rồi cô chú. Nhìn củ đế chịu không nổi. Cắt về đây cô chú anh chị, về vô 4 bo một con ha. Anh bẻ chơi bonsai rất là lên tiền ha cô chú anh chị. Mà nói chung toàn bộ là mới về hết cô chú anh chị. Dạ. Rồi không mất thời gian chú anh chị con vô thông số luôn ha. Tổng chiều cao là 55. Đường kính bầu là 64. Hoành tính vị trí này đi là nó 51. 50 thôi cô chú ơi. 50 hoành ha. Này rồi đo cái nở gì ra dữ lắm cô chú. 59 nè. Hoành tính 50 thôi ha.
tổng cái củ đặt ở trên lơ ở trên hơn là nó 90 cô chú. Đây hết củ đế kìa, hết củ đế là 111, tổng hết hoành đế là 135. Nó có cái đu quảnh quảnh quái quái còn để cho cô chú anh chị mình về chơi luôn nha. Cây mai vàng mã số 19 này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá là 4.300.000 ha. Quá xa cái cũ cô chú ơi, 4.300.000 bao phí ship tới nhà luôn cô chú anh chị. Mã số 20, cây này con bứng mới có 5 ngày mà lên chi cảnh cho cô chú anh chị. Nó nằm mô quá cô chú anh chị, rồi cây nó mạnh ha. Đây, nó lú tược trong thân không à, chứ nó không có lú chi cành con nghe. Tại nó nằm mô rồi con giao lưu rồi con cắt ra mới 4-5 ngày xì một mạnh đi đó cô chú. Cây này nó có cái dáng quái quái ha cô chú anh chị. Làm bầu nhỏ đuôi hai chân đi cô chú anh chị, mà con không biết có phải con thú không. Báo đại gì đi cô chú ha. Lại nếu mà dạ. Bể xù mà cô chú anh chị, cây này nó già cây ha, xù mà gian xù già chứ không phải xù như của mình á cô chú anh chị. Nó già cây nó ra nó găng gút hết trơn. Rồi con vô thông số luôn, mã số 20, tổng chiều cao tới mặt bầu gì đi là nó 61, bầu chiều dài nó là 50, chiều ngang nó là 39, hoành thân vô vị trí này đi là nó 51 thôi cô chú. Nếu như đo tham khảo gì đi, xéo gì là nó 55. Hoành 51 rồi ha cô chú anh chị. Tổng hết bộ đế nó gì là được 124. Rồi, cây mai vàng mã số 20 này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 3.900.000 ha. Năm mấy hoành ha cô chú anh chị. 3.900.000 ha. Còn bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị mình chơi luôn ha. Theo là mã số 21 ha cô chú anh chị. Coi lùng lập búp măng giót đọt luôn cô chú, một cốt lên 3 thân ha. Thôi này đang nổi, đang bể da nổ xù dữ lắm nha cô chú. Số 21 ha cô chú anh chị. Đây, cái da nó nở dữ lắm nha cô chú anh chị, nó bể nữa da xù dạng như cười, xù da me cô chú. Nó không được xù xịn như mấy cái kia ha. Một cốt lên 3 thân tam tài luôn ha cô chú anh chị. Rồi không mất thời gian cô chú anh chị luôn đi, vô thông số luôn. Tổng chiều cao 55, đường kính bầu là nó 46, hoành tính vị trí này đi là nó 42, nở xuống đây là 55, nở xuống đây 60. Tổng hết củ đế là được 116. Cây mai vàng mã số 21 này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá là 2.400.000 ha. Bao ship tới nhà luôn cô chú ơi. Rồi, tới mã 22 là cũng là mã cuối clip của con ha. Dáng nó quái lắm ha cô chú anh chị. Củ đế như củ sứ vậy. Nguyên một cái bệ luôn cô chú ơi. Cắt cái form này nữa cô chú anh chị về cắt lại con ha, theo muốn cô chú anh chị thích chơi tông nào cắt con ha. Ở đây nè cô chú anh chị, nó có lần tét ha, mà con bao cô chú anh chị thành đá nó kéo gần bích này ha cô chú anh chị. Hồi nhỏ cô chú anh chị bị tét thì nó có cái lặn, con bao cô chú không mưu hao gì ha. Dạ cái dân siêu ha, dân bay cũng dân được, cụ đế quá khứ cô chú, chịu cụ đế nhìn chịu không nổi. Được rồi, không mất thời gian cô chú anh chị, con vô thông số ha. Cây số 22 của cô chú anh chị, tính gì đi tới mặt bầu là nó 82, vậy là được 49. Ngày hoành tính sao ta, tính cục này đi chứ. Rồi hai vị trí ha cô chú anh chị, trí này đây là 32, hết ngang đây là nó 48 ha cô chú anh chị. Tổng cái củ đặt nó như vậy đi là 134, hết đế chắc cả 150 của chú ơi. Cây cuối clip này con giao lưu với cô chú anh chị gần xa mã số 22 ha, là 3.700.000 ha cô chú anh chị. Cây đẹp lắm, cây lắm nha cô chú anh chị, ở ngoài nhìn lực lắm. Cây này mã số 22 cũng là cây cuối clip của con ha, 3.700.000 ha cô chú anh chị. Cuối clip con cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị xem kênh con ha.
Con cũng rất mong cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ cho con cháu, rằng con cháu có động lực săn cây về giao lưu với cô chú anh chị ạ. Dạ rồi, con xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau ha. Dạ rồi, con xin chào tạm biệt cô chú anh chị. Dạ rồi, chào có chào với cô chú anh chị các bạn mình luôn. Em mới về ha cô chú bạn. Cô chú anh chị nghĩ cái nào này tôi có giúp kênh. Đa dạng luôn. Rồi, trân trọng kính chào của cô chú anh chị các bạn đây.